Công ty bất động sản Tizenen xin kính chào đến quý anh chị đầu tư bất động sản khu vực Khoái Châu ạ. Hôm nay em Chí Tín xin giới thiệu đến anh chị một mảnh đất thổ cư tại Đào Viên Dân Tiến có diện tích là 109m² và mặt tiền là 5,23m. Như anh chị đã nhìn trên flycam là lô đất là nằm ở bên tay trái của màn hình ạ. Và từ mảnh đất này ra đường 39A là chỉ có 30m thôi ạ. Đây là đường 39A và phía xa kia là trường Tàu Quốc Dân Tiến, là một trong những địa điểm có nhu cầu về bất động sản mạnh nhất của khu Khoái Châu ạ. Và mảnh đất này đằng sau là trung tâm thương mại. Đây ạ, bây giờ em sẽ bay ngược lại ra đằng sau cho mình xem. Hàng Đào Viên đây ạ, đây là Hàng Đào Viên mình nhìn từ trên cao ạ. Và khi quay sang bên này là trung tâm thương mại, mảnh đất này nằm ngay sau trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại Dân Tiến là một trong những địa điểm sống lý tưởng nhất ở huyện Khoái Châu. Trung tâm thương mại Dân Tiến gồm có chợ dân sinh, trường học cấp 1, cấp 2, y tế xã và các dịch vụ vui chơi giải trí mua sắm rất chi là sầm uất. Mảnh đất này hiện tại là một trong những mảnh đất cực kỳ đẹp để anh chị có thể sinh sống và cũng có như có thể là đầu tư ạ. Mảnh đất này thì nếu mà anh chị về đây sinh sống thì rất là thuận tiện, bởi vì giao thông thì gần đường 39A, gần trung tâm thương mại, đi lại mua sắm ăn uống dịch vụ, có con em nhỏ cho đi học hay gần trường cấp 1, cấp 2 đây rất là thuận tiện. Hiện tại nhu cầu bất động sản ở Dân Tiến thì càng ngày càng tăng cao và quỹ đất thì càng ngày càng hạn hẹp lại, nên là anh chị hãy sở hữu ngay cho mình mảnh đất này ạ. Anh chị có thể liên hệ đến số hotline là 0352161876 hoặc 0979758656 ạ. Như hiện tại em đang bay flycam ở trung tâm thương mại Dân Tiến đây ạ, là đây là chợ Dân Sinh này. Đó, đặc khu hành chính của Khoái Châu. Nhìn rất chi là đẹp và hoành tráng. Và quay sang bên này anh chị có thể nhìn thấy là kia là ngã tư Dân Tiến. Và đằng trước ngã tư Dân Tiến là trường đại học xã Hương Yên, mảnh đất nằm ở chỉ cực kỳ đắc địa, có 102 này ạ. Anh chị có thể gọi ngay cho em để sở hữu ngay cái lô đất này về ạ. Mảnh đất này thì đã có sổ đỏ nhá, sổ đỏ đã có trong tay rồi. Đây là trường học cấp 1, cấp 2 đây ạ, ngay cách mảnh đất của mình chỉ khoảng tầm độ 3 phút đi xe đó. Trung tâm thương mại Dân Tiến thì rất chi là nổi tiếng rồi, rất chi là nhiều các nhà đầu tư từ Hà Nội đã về đầu tư tại đây và các tỉnh khác. Mảnh đất của mình ạ, mảnh đất của mình còn có một cái đặc biệt là nó là lô góc nhá, có một cái ngõ nhỏ đi thẳng vào cái mảnh đất của mình, chính là cái mảnh đó. Và cái mảnh bên cạnh thì em cũng đã mới bán cho một anh chị khách hàng ở Ân Thi ạ. Hai anh chị rất chi là quyết tâm mua cái mảnh này và chốt luôn, và em cũng đã mới trao sổ đỏ cho anh chị ạ. Và còn lại mảnh bên cạnh nữa ạ. Đó, anh chị có thể nhìn tổng quan này cái mảnh đất của mình ạ, một trong những mảnh đất cực kỳ đẹp, không thể chê được ạ. Em xin chào các anh chị nhá, bye bye, hẹn gặp lại các anh chị lần sau vào một video của một mảnh đất khác. Em tạm biệt ạ.